Chào các bạn, trước mặt mình đây là một chiếc Rolls-Royce Phantom CI2 bản EVFB. Xe thuộc phiên bản chủ cơ sở kéo dài nên chiều dài rất là dài. Cụm đèn pha đặc trưng của phiên bản CI2 với dàn nhiệt thiết kế nhỏ hơn. Bộ mâm 22 thiết kế ấn tượng với một viền trắng ở ngoài. Đây là chiều dài tổng thể của xe. Bạn có thấy rất là dài. Khoang cửa kính phía sau được kéo dài thêm trên phiên bản EVFB. Đây là phần đuôi của chiếc Phantom. Thanh kim loại mạ chrome gắn logo, đèn hậu thiết kế khá nhỏ với một viền kim loại. Rolls-Royce được lắp ở trục A hai bên. Xe đang chờ đăng kiểm nên khá là bẩn. Nói chung là đây là một tuyệt phẩm, siêu phẩm có giá phải hơn 30 tỷ, đó chưa tính thì thuế tăng, rất là đẹp.